Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Sư Channel Thì hôm nay mình sẽ ra một video đó là tổ chức mini game cho tất cả các bạn Thì như mình đã hứa thì khi nào mà kênh của mình được 90 người đăng ký Thì mình sẽ tổ chức mini game cho tất cả các bạn Nhưng kênh của mình đã được 95 người đăng ký rồi Cho nên bây giờ mình sẽ tổ chức mini game cho tất cả các bạn ha Thì đợt mini game này thì mình thấy là cũng quà wow, cũng rất là ít Mong các bạn thông cảm ha Giải nhất sẽ là hai em gấu Đây nha đầu tiên là em gấu này em gấu này lúc trước là ngày hôm qua mình đã đi mua rồi nhưng mà tại em của mình á em của mình phá quá nó, nó, rớt đi cái mũi rồi và em này cũng vậy luôn rớt đi con mắt và cái lỗ mũi luôn rồi cũng rất là ái luôn á nhẹ qua có tem đàng hoàng nha các bạn chứ không phải là mình mua đồ tầm bậy đi tặng cho các bạn đâu đây ha có tem đàng hoàng luôn tem này là bảo uh, bảo quân ha đây bảo quân có tem đàng hoàng nha đây có tem đàng hoàng luôn cái này cũng bảo quân luôn rồi ha giải nhất là hai em gấu một em gấu màu hồng và một em em chó ha rồi tiếp theo là uh, giải, giải nhì giải nhì nha các bạn giải nhi thì sẽ có hai giải luôn giải nhi là một cặp đôi người tuyết và một gói mi cây hai hai cái món này là lúc trước là ba đợt mini game rồi đợt này là đợt thứ ba nhưng mà chưa có bạn nào trúng hết trên mình cho nên là mình tiếp tục sử dụng những em này nha rồi thì tiếp theo đó là giải giải ba giải ba sẽ có bốn giải ha đây nha có quả cầu quả cầu tuyết và à, và một à, một cái móc cột một cái con móc ha cũng rất là xinh rất là đẹp luôn và một à, cái này là upline nha các bạn upload rồi upline nha rồi giải ba sẽ có ba giải nha giải ba sẽ có ba giải nha các bạn giải ba sẽ có ba giải thì luật chơi cũng rất là đơn giản các bạn chọn từ số 1 đến số 100 và đúng đến 10 giờ 5 phút thì mình sẽ công bố kết quả mini game cho tất cả các bạn luôn ha Rồi thì bây giờ mình sẽ à, quay quay những món quà ha, món quà cho tất cả các bạn luôn. Đây nha. Quay những món quà cho tất cả các bạn ha. Đó. Đây là tất cả quà luôn đây thì đây là giải ba nha giải ba thì có một em gấu này và hai em hai em hai em quả cầu tuyết và một trứng ốp la giải nhì giải nhì sẽ có là một gói mì cây và một cặp và một cặp người tuyết giải nhất thì sẽ có một em gấu và một em chó nha các bạn rồi thì mình nhắc lại là luật chơi cũng rất là đơn giản. Các bạn chọn từ số 1 đến số 100 nha. Đúng 10 giờ 30 10 giờ 5 phút, 10 giờ 5 phút nha các bạn. Thì mình sẽ công bố kết quả mini game cho tất cả các bạn luôn ha. Rồi thì video của mình đến đây là hết nha các bạn. Thấy video của mình nhớ cho mình một like và đăng ký kênh của mình ha. Bye bye. Và mình nhắc lại nha các bạn là bạn nào mà muốn chơi mini game của mình thì phải like và đăng ký ha. Rồi thì um, đúng 10 giờ 5 phút mình sẽ công bố kết quả thì tạm biệt các bạn ha các bạn nhớ bình chọn nha